là mình tập cho con là ăn rau nha mọi người. Đây rau này rau lan nha. Heo heo rừng mình nuôi cho ăn rau, lại là những trái cây gì mà nó bị úng đó thì dư mình tận dụng, mình cho cái nguồn thức ăn bổ sung thêm nha. Cái này là giúp cho heo là nó cũng phát triển, với lại là thịt nó săn chắc hơn. Này, ở đây mình kết hợp mình nuôi là gà vịt để chung luôn nha. Với mình không cũng nuôi ít quá, mình không có tách riêng nha. Đó, khi mà heo ăn mình cho ăn, mình kết hợp chung luôn. Hôm nay là nó ăn vẫn còn nhát thôi mọi người, nên mình quay phim mình cũng không có quay lén, không có quay gần được nha. Đây là heo vịt này, kết hợp này. Nè, mình cho mọi người xem cái vườn tân gia của mình nha. Đây để gạo lan. Đây, hôm nay chuối rau quá tốt luôn mọi người. Vườn rau này là mình phục vụ cho chăn nuôi nha. Đây, chuối đây, hôm nay cây trái cũng rất là tốt luôn. Ở đây mình gọi là chăn nuôi kết hợp luôn nha. À, gà vịt heo mình cho chung một chuồng luôn. À, bên đây mình vừa xây dựng một cái hồ nè mọi người. Cái hồ này để chứa nước nha, chứa nước để cho gà vịt với lại là heo, rồi nó khi mà nóng được nó ta vô đây nó tắm nha. Tắm rửa đây nè, xây hồ tắm luôn. Rồi hôm nay mình quay cũng thời gian ngắn thôi. À, xin chào mọi người đã xem video ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái kênh của mình nha. À, chào mọi người.